Anh không tạo nghiệp, anh chỉ tạo trend. Trendsetter, anh never be lost thôi. Yeah. Em rất thương, anh thật tiếng luôn, em dính chưa. Yeah. Lớp qua quận nhớ đang như rap star. Pink candy on a fast car. Yeah. Từ số 0, yeah, anh trở thành số 1. Để hay đợi lại phía sau, yeah, anh cách xa. Hello. Chào anh em và chào bạn Tú Nguyễn ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ test nhanh và review cái máy đèn của bạn cho bạn xem và cho anh em cùng xem luôn. Một cái máy đèn rất là đẹp nữa. Kích thước dài 1m15, rộng 42cm và cao 5cm. Full inox 304 đến từng con ốc vít, không có bất kỳ mối hàn nào hết. Đấy. Do cái máy rộng 42 nên mình đã làm inox 5 gem cho bạn, dày 5 gem rất là cứng cáp. Có thể để đồ lên đây để mà trang trí hay là linh tinh gì đó. Rất là thẩm mỹ, dễ vệ sinh và cực kỳ bền bỉ anh em nha. Dây nguồn đúc, công tắc có đèn led hiển thị. Phía sau có móc treo đèn để bạn sau này có nhu cầu tuning. Inox rất là đẹp, bóng loáng luôn. Đây là mặt trong của máy đèn, bao gồm hai hàng và 4 bóng 36W Philips Master 865 Made in Poland. Đối với những cái máy đèn 1m15 này thì 4 bóng 36W là nó fit vừa. Với lại bạn dùng cho cái hồ 1m2 thì 4 bóng này là vừa đủ, sáng đẹp. Đây. Đuôi đèn chống cháy giấu dây toàn bộ. Ở giữa có gắn hai cái đai vòng để bạn về gắn đèn led của bạn vào. Ở góc mình có khoan cho bạn một cái lỗ phi 21 để luồn dây nguồn của đèn led qua cho nó thẩm mỹ, nó không có bị rườm rà. Đấy. Rất là đẹp. Giờ mình sẽ lên đèn cho bạn và anh em cùng xem. Hai công tắc riêng biệt. Đấy. Rất là sáng luôn. Sáng đẹp. Ánh sáng của Philips Master 865 chưa bao giờ làm anh em thất vọng. Ánh sáng mịn, độ hiển thị màu cao, ít gây stress cho cá, có thể để trên nóc hoặc là tuning đều rất là ok. Tuổi thọ của bóng nó cũng rất là dài luôn. Một cái máy đèn mà bạn có thể yên tâm mà xài lâu dài. Gắn cái led vào nữa là hết nước chấm luôn. Tới công chuyện. Rồi, một lần nữa cảm ơn bạn Tú Nguyễn đã tin tưởng ủng hộ. Em cần đèn xin liên hệ Phi Hổ ở Roa nào hoặc số điện thoại 0901 999936. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc, gật đầu ê ê. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc.